Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả mọi người khán giả. Em tên là Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1989, quê ở Khánh Hòa. Hay quá. Hay. Hiện nay em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng ở đâu em? Dạ, Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh, rồi. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em tên là Nguyễn Tín Nghiệp, năm nay 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Hiện tại em đang công tác và làm việc ở thành phố Buôn Ma Thuột. Làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh bán thịt heo. Thôi vậy khỏe rồi. Dạ. Giờ ăn uống khỏi phải lo rồi. Dạ dạ. Bán lẻ hả, bỏ sỉ? Dạ em buôn bán, em mua qua bán lại. Bỏ sỉ đó. Bỏ sỉ đó. Dạ. Chứ không phải đứng bán chợ đâu. Không phải đứng bán đâu ạ. À vậy là yêu xa hả? Dạ. Em có ngại yêu xa không em gái? Dạ không, tình yêu vượt biên giới được. Ồ. Em giới thiệu về bản thân mình trước đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là dễ thương, vui vẻ, cao ráo, nấu ăn ngon, biết may vá nhưng không có đẹp. Kệ, biết là được rồi. Cái tính kiểm soát không được cao. Là sao? Dạ ví dụ như khi mà em định ra kế hoạch học bài, em định giải trí 5 phút, em giải trí lần tới sáng. À, tính kiểm soát không cao. Hiểu rồi. Ví dụ là định đi chơi với bạn trai 10 giờ về, chơi cái tới sáng luôn. Dạ không, cái đây thì chưa có. Rồi, bạn trai, em có ưu điểm và khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là không thuốc, không rượu, không cờ bạc. Nói chung có chính kiểu tiến. Còn khuyết điểm của em thì nói chung nhút nhát một chút, nhưng lại không biết ca hát. Dạ, còn mọi cái ổn thế. Em tìm một người yêu của mình như thế nào? Dễ thương, với khuôn mặt dễ nhìn, cao khoảng chừng 1m6. Không có lười biếng là được. Dạ. Không lười biếng? Không lười biếng, nói chung trong cuộc sống thì luôn luôn cố gắng. Dạ, mong muốn của em là chỉ có thế. Tiêu chí của em chọn bạn trai là như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình dễ nhìn, sức khỏe tốt. Có, dễ nhìn. Có. Khỏe luôn. Khỏe không? Khỏe, giác nguyên con heo cũng được luôn. Dư sức khỏe. Nói chung là hòa đồng, yêu thương vợ con. Có, cái đó có hết rồi. Dạ. Rất là tốt bụng. Tốt bụng, thương người anh có hết rồi. Thương người nhà thôi, đừng có thương người ngoài là được. Cách chiếc tiến thủ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Là bán thịt heo. Hả? Không thích bạn trai bán thịt heo hả? Là bán cái gì cũng được, bán thịt heo thấy tội nghiệp không heo. Anh đâu có bán đâu, anh bỏ mà. Người ta đi bán không à. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Nhà em có không mối tình ạ. Có không mối tình, xuất sắc. Có không mối tình. Nghe gì chưa? Dạ. Bên đây có không mối tình. Em thì có một mối tình. Chuẩn bị tiến tới và có định ngày. Thì bọn em những cái thủ tục quan trọng trước thì bọn em có ra phường, có đăng ký kết hôn. À, có đăng ký kết hôn. Nhưng chưa tổ chức đám cưới. Chưa đám cưới, rồi bạn luôn. Dạ, dạ. Rồi giờ làm giấy ly dị chưa? Dạ, là chia tay được 1 năm rồi. Dạ. Bây giờ thì hiện giờ em đã độc thân. À, có giấy xác nhận độc thân đúng không? Có rồi. Thì phải hỏi rõ chứ. Giấy độc thân không bao giờ bước lên đây được hết. Rồi, ok. Bây giờ nếu được, khi nào mình đám cưới lần nữa? 2018. Là năm sau đúng không? Vâng, năm sau. Em sẽ tìm hiểu 1 năm. Lấy nhau về ở đâu? Dạ thì tùy bạn nữ, nếu mà về Buôn Ma Thuột ở mấy em cũng được, mà nếu mà bạn nữ yêu cầu phải về chỗ bạn nữ thì em sẽ sắp xếp được. Nếu về chỗ bạn nữ, đàn heo ai lo? Em sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ thay đổi chỗ ở được. Là thay đổi công việc luôn? Vâng, với em thì khả năng thì thành phố nào em cũng sống được. Tốt. Dạ, dạ. Được rồi em, thấy nãy giờ nghe rõ đúng không? Được rồi. Dạ. Nhưng mà hỏi anh nè. Dạ. Hỏi kỹ cái chuyện này nữa, tức là vừa đăng ký kết hôn xong mình thỏa thuận là chia tay luôn. Dạ vâng, thì nói chung thì trong cái thời gian chờ đến ngày cưới thì nói chung thì hai bên thì có cái tính cách không có hợp nhau. Thì nhưng mà tại sao lúc trước không tìm hiểu tới giờ mới? Dạ vâng, thì do thời gian tìm hiểu nó cũng hơi ít quá đúng không? Ít quá, nói chung là dạ, do môi giới được giới thiệu thì em út giới thiệu qua. Thời gian tìm hiểu ngắn quá nói chung. Yêu nhau mà có môi giới nữa hả? Đó, em làm mối. Làm mối. Dạ, dạ. Môi giới là bán heo. Dạ. Thôi. Bây giờ đi qua coi bạn bên đây thế nào ha. Ha, chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Anh bên đây á, thực chất anh rất là vui vẻ, rất là sôi nổi. Một người dám có thể đương đầu với tất cả mọi nơi, có thể sống được. Tức là một người bản lĩnh đấy. Dạ. Có công việc, anh nói thật xin lỗi chứ, bán heo cũng bình thường thôi mà. Tao nói là phi thương bất phú nha em. Dạ, mà bữa sau bán heo có tiền mình đổi sang bán cái gì khác. Thế em muốn bán con gì? Đừng bán cái con vật. Em không thích bán con vật đúng không? Không. Anh có đồng ý rồi thay đổi không? Dạ, nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh sẽ thay đổi. Hỏi với anh chi? Hẹn hò với em bên đây. Dạ vâng, nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì anh sẽ thay đổi công việc và... Em đồng ý hẹn hò với anh đúng rồi. Trời ơi, ông Mai kỳ quá. Anh sẽ thay đổi công việc rồi. Tưởng nào nói là hẹn hò với anh. Trời ơi. Em không thích gì ở người bạn đời của mình.
Đừng có bạo lực. Đúng rồi, đừng không có bạo lực em ơi. Anh không bài bạc, không rượu bia, không thuốc ná. Dạ, vậy khuyết điểm của anh là gì vậy? Hoàn hảo quá ạ. Khuyết điểm của anh thì chỉ không biết ca hát, mới hơi nhút nhát chút. Tạt gái thì vấn đề đó anh hơi yếu chút. Anh lo kinh doanh mà. Vâng, vì nó mải mê về công việc nhiều. Dạ, được. Được ha. Dạ, nhưng sau này đừng bán heo mà được. Bây giờ em đi có ai người thân đi theo không? Dạ có một em gái xinh đẹp, một em họ xinh đẹp và bốn người bạn xinh đẹp. Trời ơi, ơi. Chào tất cả các chị em phụ nữ xinh đẹp. Dạ em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường, em là em gái của chị Kim Chi. Rồi dạ. Chào em. Dạ chào anh. Em ruột hả em? Dạ. Thấy em gái đẹp không? Dạ em gái. Em gái này chắc chị gái xinh rồi. Em nhận xét đi em. Anh tốt bụng, anh được kinh rồi, doanh thì ok. Rồi. Mình thích. Thấy chưa, kinh doanh ok đấy chưa. Chị em thì cũng không xinh đẹp lắm nhưng mà suy nghĩ chu toàn cho mọi thứ. Không, anh đồng ý, nếu mà bạn nữ đồng ý hẹn hò với anh thì anh mong muốn là người phụ nữ là bạn đời của anh nói chung chăm chỉ chút, chứ còn không có nhất thiết là phải hoàn toàn là phải siêng năng. Dạ thì nói chung là yêu đương thì phải chia sẻ. Dạ mong anh chị cố gắng. Thấy xứng đôi không em, được không? Dạ được ha. Nếu mà chị của em cho anh một cơ hội được hẹn hò thì thứ nhất là anh sẽ tôn trọng quý trọng gia đình của em và anh sẽ yêu thương và bao dung cho chị em suốt cuộc đời. Được đấy chàng trai, bạn đi với ai? Em đi với hai ông anh con ông bác. Hai ông anh mà nhỏ hơn em ha. Hai ông anh. Dạ vâng, anh nhỏ hơn anh con ông bác. Em chào anh Quyền Tinh, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ chào bạn. Anh thấy tình hình cô gái bên kia thế nào? Thấy em gái bên này thì cũng dễ thương, xinh xắn, được. Nói chung là duyệt. Đúng. Có yêu cầu gì nữa không? Mong cho hai em được tổ chức tiến tới thôi. Rồi, duyệt rồi, cảm ơn. Kéo màn lên. Hôm nay tới chương trình thì tặng em bông hoa. Chúc em sẽ mãi luôn tươi đẹp như bông hoa. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hai người hợp lý nghe. Dạ. Bổ sung cho nhau được đấy. Cặp này xứng đôi đó. Rồi mình nói chuyện hẹn hò đi hai bạn. Cảm nhận của anh lúc này về em thì em đẹp. Dạ. Bây giờ em nói thật trong lòng em đi. Dạ. Cô muốn em thay đổi nghề đó, cái này rất quan trọng. Em có định hướng tương lai em sẽ làm gì hay không? Dạ em có định hướng tương lai em sẽ thay đổi công việc. Vì công việc gì em sẽ thay đổi sang cũng kinh doanh buôn bán nhưng sang cái lĩnh vực khác, bên phụ tùng ô tô. À, được. Phụ tùng ô tô được. Dạ. Được không em? Dạ được, không rồi. Có liên quan công việc là được. Rồi vậy là được rồi đó. Hẹn hò đi, hẹn hò. Vào chuyện tình yêu đi. Dạ. Thì một tháng anh xuống thăm em hai lần được không? Hay là một lần hay phải nhất thiết nhiều lần em? Dạ tùy anh thôi. Công việc của anh thì nói chung thì cũng hơi bận chút, thì anh vẫn sắp xếp anh xuống thăm em được. Dạ cảm ơn chân tình của anh ạ. Còn suy nghĩ của anh thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì khoảng sang năm 2018 thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được. Em có đồng ý không? Dạ cũng trễ hơn dự kiến. Em muốn sớm hơn hả? Em nói anh đi. Được thì mình cuối năm luôn. Không, vì trong năm nay thì chú em của anh thì có lập gia đình nên đương nhiên là hai anh em phải san ra 2 năm. Dạ sang năm nữa lúc nào cũng được. Rồi. Quá sẵn sàng luôn ha. Em cảm nhận anh ấy thế nào? Dạ tốt. Tốt rồi hả? Ngắn gọn tốt mà quá đầy đủ ý nghĩa rồi. Nếu đồng ý hẹn hò mấy anh mà làm người bạn đời của anh thì em có về buôn mê ở mấy anh được không? Hay là phải xuống Sài Gòn để lập nghiệp cùng em? Dạ được, nếu ở đâu cũng được. Thôi ba cái đi, một cái Băng Thuật, một cái Nha Trang và một cái Sài Gòn. Hả? Cũng được, thì hai anh em mình đều phải cố gắng và nỗ lực. Kinh tại vì Băng Thuật thì cũng gần nhà em, đi lên còn 2 tiếng rưỡi à. Tình hình con cái sao? Con cái thì dời cho. Không sao, ba đứa, được. 1, 2, 3 gì cũng tốt hết cả. Rồi mình tổ chức hẹn hò như thế nào cho nó lãng mạn chút em trai? Dạ, một là em sắp xếp em xuống Sài Gòn để hẹn bạn nữ đi xem phim hoặc cà phê hoặc dẫn bạn nữ đi ăn. Không có thì về Buôn Ma Thuật thì em sẽ dẫn đi những các khu du lịch đi tham quan rồi mình sẽ đi hẹn hò các quán cà phê. Dạ. Rồi em cũng có gì ruột ở sống ở Buôn Mê. Rồi. Dạ, thế thì họ hàng em cũng có ở đó. À thì họ hàng em có Buôn Mê thì sẵn về đó luôn. Nãy giờ em có điều gì muốn nói với anh ấy không? Dạ rất là tốt. Tốt. Chỉ đơn giản ở đây là một đơn từ giản tốt vậy thôi đó hả? Giờ tuổi được không em? Dạ xin lỗi anh con gì em cũng không biết. Anh con mèo. Anh con mèo. Anh con mèo tuổi Đinh Mão sinh năm 87. Dạ. Em con gì? Em 89. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Được, không 89. Có vấn đề gì. Dạ, được. Mèo vờn rắn của rắn. Mèo vờn rắn. Rắn với mèo. Hai đứa chơi với nhau hợp lắm. Dạ. Thiệt. Dạ vâng. Rồi được luôn, cưới luôn. Dạ.
Em có thắc mắc tại sao hồi trước ảnh lập gia đình rồi ảnh lại chia tay không? Thì nói chung nguyên nhân là do cái khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị đến lúc cưới thì nhiều cái tính cách nó bộc lộ ra, hai bên không hợp, quen nhau thời gian nó rất ngắn. Thì lúc đó thì anh với bạn đó thì cùng bằng tuổi, cũng lớn rồi, cha mẹ đều già cả rồi, thì mong muốn thì cũng tiến tới cho ổn định cuộc sống. Dạ tốt thì, tốt luôn. Tại vì con trai là phải bản lĩnh mới thu hút được. Anh có con chưa? Anh chưa. Anh chưa, chưa có cái gì hết trơn. Chắc chắn 100% bên ngoài cũng không rơi rạc. Không rơi rớt một chút nào hết à. Được không em? Được. Dạ được. Tốt. Tốt. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và kiểm tra xem tim mình có rung động thật không các bạn nhé. Bấm nút là chúng ta trao nhau cái duyên. Không phải là ở đây, không phải là lên đây mình nói chuyện mình vui xong mình bấm đâu nha các bạn. Hãy kiểm tra lại một lần nữa. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hợp lý đấy. Rất nhanh lẹ. Một chàng trai rất là phong độ, một em gái rất là dễ thương. Hôn nhau đi hai bạn. Chúng ta có thể phù hợp với nhau. Nào nụ hôn chiều cao chân xuống. Rất nhanh nhẹn. Phải là như vậy chứ. Bản lĩnh. Bản lĩnh lắm. Em gái rất là dễ thương ha. Vui, hài hước. Tốt không? Dạ tốt. Tốt. Đây. Hồi nãy hôn vậy thấy tốt chưa? Hôn nữa không? Dạ thôi, để sau hôn nhân. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ở đây, một phần quà dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Khi hai bạn sử dụng tại hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, dạ, dạ. Vâng, cảm ơn anh chị. Đây là những vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Tốt ha. Dạ, tốt. Được. Nào. Hãy sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Chúc mừng hai bạn. Dạ.